Chào mừng các bạn quay trở lại với buổi livestream trực tiếp tại bệnh viện thẩm mỹ MCAS. Hiện tại Nhi đang có mặt tại phòng tư vấn và trước mặt các bạn là bác sĩ Kim đang tư vấn cho khách hàng về dịch vụ hút mỡ cánh tay và quy trình thực hiện như thế nào. Xin mời các bạn cùng lắng nghe bác sĩ tư vấn nhé. Thường hút mỡ cánh tay thì sẽ hút vượt qua tới cái ranh giới của nách luôn, tới cái chỗ mà tiếp giáp giữa cái nách với thân người luôn. Chỗ mà các bạn gặp cái tay luôn này, nó có cái nếp vòng ra đó, thì phải hút tới đó luôn thì mới gọi là đảm bảo của cái việc hút cánh tay cho nó đẹp được. Chứ nếu chỉ dừng lại ở cái nếp ngoài của cái nách thôi đó thì nó không ra câu chuyện được ha. Điều thứ hai là hút mỡ cánh tay như thế nào là hết cái lượng mỡ. Vậy thì người ta có cái tiêu chuẩn. Bây giờ chịu khó thảo dơ cái cánh tay ra như vậy nha. Rồi, vén cái này đây nha. Ok, Thảo vén sát vô cái thằng người. Về mặt nguyên tắc đó Thảo, thì từ cái nếp gấp khuỷu này nè, lùi xuống 5 cm, đo cái chỗ này, đo cái chỗ từ cái nếp gấp khuỷu lớn nhất là, ví dụ cái chỗ này của bạn là được 21,5 ha. Rồi không có siết cái da nha. Thì sau khi hút á, cái chỗ chính giữa cánh tay, tức là chỗ này tới cái nếp này của bạn này, gọi là chính giữa cánh tay đó, nó cũng về 21,5. Bây giờ của bạn đang là bao nhiêu? Của bạn đang là 23, tức là chúng ta phải giảm đi 1,5 cm. Và làm sao biết ở đây giảm đi 1,5? Thảo gồng cái tay lên. Vậy thì Thảo lấy cái tay này sờ đây, cái chỗ nó mà nó cứng á là cơ, tại mình gồng lên như vậy cứng là cơ. Còn chỗ nó liêu liêu như vậy nè là mỡ. Vì vậy 1,5 đó nó do cái lớp mỡ này nè. Thảo hình đúng không? Đôi khi các bạn lại yêu cầu là hút cái chỗ này, thường cái chỗ này là do cái cơ nhị đầu cánh tay. Cho nên cái chỗ này là cái cơ chúng ta hoạt động, thường sẽ không có tác động vô đây. Tuy nhiên có một số bạn cái lượng mỡ này nó nhiều, thành ra là sẽ hút. Nhưng mà với Thảo là không có hút chỗ này nha Thảo. Chỉ có xử lý chỗ này. Và trong cái cách làm á, sẽ xử lý dài cái này nè. Thảo vén sâu luôn xuống nè. Đây, Thảo thấy cái vùng vùng mỡ đây, sẽ hút cái này nè. Thì sau khi hút á, Thảo mới thấy là cái vùng này nó thon gọn vô tới đây được. Và bạn mặc cái đồ gì, áo dây hay áo hở gì thì nó mới đẹp ở chỗ này được. Chứ nếu cánh tay á, đúng nghĩa là nó chỉ tới đây nè. Đó, như vậy toàn bộ cái phần chúng ta hút ở đây, gồng cái tay lên nha, đúng rồi. Như vậy đây là toàn bộ cái phần chúng ta sẽ hút vòng ra phía đây luôn. Hình như là gì đúng không? Bên kia cũng sẽ như vậy. Một cái điều thú vị nữa, Thảo mở cái tay này luôn, gồng lên giống vậy luôn, đúng rồi. Một cái điều thú vị nữa của cái việc hút mỡ ở tại đây thì mọi người cũng như là các nơi đang vứt cái mỡ đó đi. Hiện tại cái mỡ đó trong cái việc nghiên cứu đó, người ta thấy nó có cái số lượng tế bào gốc á nhiều gấp 13 lần ở những nơi khác. Cho nên ở tại MCAS á, để bác sĩ đó, thì khi hút cái mỡ xong á thì sẽ lấy cái mỡ đó cho các bạn sử dụng cái sản phẩm từ mỡ đó. Như vậy sử dụng chỗ nào? Thứ nhất là sử dụng cho cái việc trẻ hóa khuôn mặt. Nhìn khuôn mặt của mấy người lớn tuổi như vậy nè, nó trũng chỗ này nè, nó trũng chỗ này nè. Thì khi chúng ta sử dụng cái mỡ đó bổ sung lên đây thì nó làm cho cái da của mình đầy đặn hơn, nhìn cái khuôn mặt nó tươi trẻ hơn. Cái thứ hai nữa đó là với cái chất trong cái tế bào gốc á, thì chúng ta sẽ làm cái mỹ phẩm sinh học để cho các bạn sử dụng, làm cho cái da của mình nó luôn luôn có cái độ căng phẳng. Và đúng nghĩa là mỹ phẩm sinh học luôn, tại vì nó xuống cái tầng sâu để nó làm cho cái da luôn có sự tươi mới. Thì đó là hai cái sản phẩm mình tận dụng từ cái mỡ hút ra. Thảo sẽ có chuyện đó. Thảo sẽ có hai cái vấn đề đó ha. Ok. Thảo còn hỏi thêm gì nữa không? Dạ muốn hỏi là làm xong có đau không? Về đau là cam kết không đau. Tuy nhiên bạn phải nhớ là mặc cái đồ định hình. Bởi vì hút mỡ xong á, ví dụ khi có mỡ nó đang là đầy đặn như vậy, hút xong cái da nó trùng lại như vậy, thì chúng ta cần cái da nó dàn trải ra đều trở lại. Thì muốn dàn trải ra đều thì Thảo phải mặc cái gen giống như cái đồ định hình đó, đừng thả ra. Tất nhiên lúc tắm thì có thể thả ra. Mình mặc vậy trong bao lâu? Nên là khoảng tầm 16 tuần, tức là khoảng 4 tháng cho nó đẹp. Nhớ nha. Bạn thả ra là cái da mà theo nguyên tắc trọng lượng á, nó sẽ rũ xuống. À, hoặc là nó dồn vào đây, nhìn nó kỳ liền. Vậy mình làm xong rồi
mình sẽ qua đây tái khám bao nhiêu lần? Nó có cái lịch tái khám, thường là trong 3 đến 5 ngày đầu là lần đầu tiên tái khám lần đầu. Dạ. Rồi sau khoảng 7 ngày tới 10 ngày để cắt chỉ là lần thứ hai. Sau 1 tháng là lần thứ ba. Dạ. Sau 3 tháng là lần thứ tư. Nó có cái lịch thật. Dạ. Thảo chịu khó đọc trên cái lịch đó. Dạ. Nếu quên thì có thể mở cái website ra, nó có cái lịch trên đó. Dạ. Tất nhiên các bạn này sẽ nhắc nữa nha. Dạ. Ừ. Còn nói gì nữa không? Dạ, bác sĩ nói vậy không lo. Vậy ha. Dạ. Một điều quan trọng là các bạn hay nói là hút mở xong nó có tái lại không? Thì Thảo nhớ nè, đối với các bạn nữ đó, thì cái mở một chút ở vùng này nè, lan ra vùng ngực nè, một lớp lót, một lớp mỡ lót mỏng ở vùng bụng nè, mông và đùi nè, thì lớp mỡ đó nó do nội tiết tố của các bạn. Cái estrogen và progesterone nó tiết ra từ buồng trứng của các bạn đó, nó làm cho cái lớp mỡ nó được hình thành. Và chính vì cái lớp mỡ đó nó làm cho các bạn hấp dẫn người khác phái, cho nên cái lớp mỡ đó nó có tái lập lại hay không thì nó do cái nồng độ nội tiết tố của bạn nó đều đặn hay không, nó quá dư hay không ha. Cái đó bạn hình dung là nó luôn có một cái lớp mỡ hằng định. Còn mình hút ở đây là mình hút cái tầng sâu hơn, cái tầng mà do các bạn ăn mà các bạn, tức là nạp năng lượng vô mà các bạn không chịu vận động nó đi, thì cái lớp mỡ đó là cái lớp mỡ thừa do cái việc nạp ăn uống của mình nó không đúng. Chứ chúng ta không phá cái tầng mỡ mà do nội tiết tố của mình nó quy định, tức là cái tầng mỡ ngay dưới da là mình không có phá. Mình phá cái tầng sâu hơn. Cái tầng mỡ dưới da là cái tầng mỡ mềm mại, cái tầng mỡ thu hút người khác phá, chúng ta không đụng tới. Nắm được không? Dạ. Và vừa rồi thì bác sĩ của chúng ta đã tư vấn rất là chi tiết cho vị khách hàng này. Thì điều còn lại thì chúng ta sẽ chờ xem kết quả nha các bạn. Cái này sẽ giúp cho bạn giữ thêm. Và xin cảm ơn bác sĩ ạ.